Thưa quý vị và các bạn, hôm qua Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết Tổng thống Donald Trump có thể nới lỏng hạn chế với tập đoàn công nghệ viễn thông Huawei của Trung Quốc nếu hai bên đạt tiến triển trong đàm phán thương mại cũng như nhận được những bảo đảm nhất định của Bắc Kinh. Trả lời phỏng vấn CNBC, Bộ trưởng Mnuchin cũng cảnh báo nếu hai bên không đạt thỏa thuận, Washington sẽ vẫn áp thuế nhằm cắt giảm thâm hụt. Tuy nhiên, ông cũng nói rõ các biện pháp trừng phạt của Mỹ với Huawei là vấn đề an ninh quốc gia chứ không phải thương mại. Theo ông, Mỹ sẵn sàng đạt thỏa thuận với Trung Quốc, song sẽ duy trì áp thuế nếu cần thiết. Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ cũng đã có cuộc thảo luận với Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc Dịch Cương bên lề Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương nhóm G20 tại Fukuoka, Nhật Bản. Ông Mnuchin cho biết cuộc gặp này mang tính xây dựng, trong đó hai bên thảo luận thẳng thắn về các vấn đề thương mại song phương.